Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Hôm nay thì mình sẽ lại chia sẻ cho các bạn về cách trồng bông vạn thọ mà dạng hai cơ nha các bạn. Thì mình thấy cũng có rất là nhiều bạn bình luận trong kênh của mình á, nhưng mà mình không có thời gian mình trả lời hết á, thì mình sẽ là chia sẻ từ từ nha các bạn. Thì hôm nay thì mình sẽ nói về là hai cơ. Hai cơ có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình ngắt ngọn hai lần dành cho những bạn mà trồng tại nhà ha. Còn những bạn mà trồng kinh doanh thì chắc chắn là các bạn đã biết rồi. Cái thời gian mà ngắt ngọn hai cơ các bạn thì nó sẽ trồng sớm đối với là một cơ nha các bạn ha. Thì thời gian mà để mà ngắt ngọn một cây á, thì những video trước thì mình có chia sẻ cho các bạn là ngày 25 tháng 10 hoặc là cái ngày là mùng 1 tháng 11 âm lịch là vẫn trồng kịp Tết nha các bạn ha. Còn riêng về cách trồng hai cây thì bắt buộc là các bạn là phải là gieo sớm ha. Thì các bạn có thể là gieo sớm như mình là ở đây là mình gieo ngày là 19 tháng 10 âm lịch nha các bạn. Có nghĩa là mình gieo sớm là một tuần so với là cái ngày là đi một cây ha. Cái ngày một cây là chuẩn của nó là ngày 25 tháng 10 nha các bạn. Rồi nè, thì cái ngày mà 19 tháng 10 mình bắt đầu là mình gieo cái hạt giống nha các bạn ha. Thì tầm đâu khoảng đâu là 15 bữa sau thì chúng ta sẽ đưa nó lên chậu nha các bạn. Và đúng 30 ngày á, tức là khoảng đâu là 22 tháng 11 thì mình sẽ là ngắt cho nó là một cái cơi một nha các bạn. Và cái cơi hai của nó thì nó sẽ rơi từ là mùng 2 tháng 12 cho đến là mùng 4 tháng 12 âm lịch nha các bạn ha. Là các bạn sẽ ngắt ngọn cho nó là cái cơi hai thì nó sẽ là nở hoa đúng Tết. Nhưng mà nó còn là ăn thua vào cái thời tiết cũng như là cái cách mà các bạn chăm sóc nữa. Ví dụ như là trời cái thời tiết của mình các bạn mà trời nó nắng quá thì bông của mình á, thì nó sẽ là mau trổ nha các bạn ha. Còn nếu như là các bạn tưới nước nhiều quá, không khí nó lạnh á, thì cây của mình thì nó sẽ chậm trổ. Thì do đó thì chúng ta cũng phải là canh cái thời tiết. Ví dụ như là thời tiết mà nó nắng quá thì các bạn là nên tưới thêm nước cho nó. Còn nếu như mà cái mà thời tiết của mình mà nó lạnh quá các bạn thì các bạn có thể là các bạn làm cho nó ấm ha. Các bạn tưới những cái dòng phân như là ure các bạn thì nó sẽ rất là mau trổ nha các bạn ha. Và những cái video trước thì mình đã chia sẻ cho các bạn rồi, thì các bạn chỉ việc là vào cái phần là danh sách phát của mình để các bạn xem cho nó kỹ hơn ha. Thì mình thấy cũng có rất là nhiều bạn hỏi mình về cái phần là giá thể nữa, nhưng mà mình sẽ làm sao nha các bạn. Trước đó thì đã làm một cái video là chi tiết về cái cách mà trộn giá thể nó như thế nào. Dành cho những bạn ở tại nhà thì các bạn chỉ chuẩn bị cho mình là cái sơ dừa hoặc là cái tro đen, các bạn phơi nắng các bạn trộn cho mình ha, là như thế là các bạn đã trồng được rồi. Còn những bạn mà nào mà muốn trồng kinh doanh mà mới bắt đầu thì các bạn xem lại cái video cũ của mình ha. Đó, còn chi tiết 1.000 chậu trồng bao nhiêu hoặc là 2.000 chậu trồng bao nhiêu thì video sau hay gì đó thì mình sẽ tổng hợp mình làm cho nó thật là chính xác nha các bạn ha. Rồi thì mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình.